Cảm ơn cả nhà đã ghé kênh Hiếu Phạm Cuộc Sống Mỹ. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho cả nhà cách trồng hoa lily và lây dơn, làm sao cho ra bông bự, củ nó to, bông nó bự. Bây giờ xin mời cả nhà cùng theo dõi video này nha. Hôm nay mình mặc cái áo bà ba màu xanh này, có dễ thương không cả nhà? Rồi đây, cái giỏ cũng màu xanh luôn. Đó. Ở đây là trước cửa nhà của mình. Ở đây mình có hai chậu bông nè, lily và lây dơn. Thì năm nào cũng vậy, cứ đến mùa xuân á thì là tulip. Mà khi tulip nó tàn á thì cái thằng lily và thằng lây dơn này nó sẽ lên. Vì một chậu như vậy á mình trồng tới hai mùa, mùa xuân và mùa hè. Đó. Nên là đây là những cây, những cái chậu lily và lây dơn. Thì cả nhà thấy đây, cái cây này á, là lá của nó từ ở dưới gốc và đi lên tới đây. Ở trên đây nó sẽ là cái nụ nó nằm ở trên cùng. Đó, thì mình muốn cho cái cây mà cái nụ nó to, để nó nuôi cái nụ đó. Nụ to thì bông sẽ to. Thì mình sẽ tuột, mình sẽ tước cái lá đi. Mình tước những cái lá nó nằm ở dưới cái rễ đó, gần cái rễ đó, mình tước hết đi. Đó, mình tước nó đi. Đây là cây tulip nè. Như cái hôm bữa thì tulip nó lên, hôm nay nó tàn rồi thì mình cũng cắt luôn, cắt cho nó sát gốc luôn, là để cho nó nuôi củ ở dưới, cho cái mùa năm sau á, cái củ của nó bự, củ nó bự thì nó sẽ có cái bông nó bự, cái cây nó khỏe. Cây này bự ghê không? Tuột xuống, tuột nó xuống. Hai cây này nó cứ ngã vuông. Bây giờ là bắt đầu thời tiết ấm dần lên rồi, thời tiết nó tốt rồi cả nhà. Như cái này nè, đó. Như hai cái này cắt luôn, không có tiếc, để cho nó tập trung nó nuôi những cái cây khỏe. Mình thì rất là thích bông hoa, trồng bông, trồng hoa. Đến mùa hè lại có những cái bông hoa khác, hoa vạn thọ, hoa hướng dương.
Đó, coi như là mình đã tước xong một chậu rồi. Còn cái chậu bên đây, cái chậu bên đây nè cả nhà. Thôi, chậu bên đây là có một cô bé chim làm tổ và đẻ được 5 cái trứng đang ấp, nên là mình sẽ không đụng đến cái chậu này, để cho em nó ấp ủ rồi hả, là nó nở thành con, nên mình không có đụng đến. Bây giờ mình sẽ đi qua cái đằng kia, tước cái lá xuống, tước cái lá xuống thì để cho nó tập trung, nó nuôi cái nụ nó to thì bông nó bự. Đây là những cây ly nè, ly dơn đó, nó có nụ nè, nhưng bây giờ là cái nhánh nào nhỏ mình cắt bỏ và mình tuốt cái lá nó ở dưới, từ trên đây tuốt xuống dưới gốc luôn, để bỏ đi, để cho nó tập trung nó nuôi cái củ, anh à, nó nuôi cái nụ, nó nuôi nụ hoa đó. Đi. Nhánh này cũng có cái nụ nè. Ok. Rồi bây giờ mình tuốt nè. Đó, cứ để vậy thôi, tuốt. Tuốt xuống dưới cái rễ luôn. Em này nhỏ quá. Trong đây vẫn vậy, uống tót xuống dưới cái rễ của nó luôn. À, cái đúng rồi, cái bụi bông ly này đẹp lắm, mà nó màu cam đẹp lắm cả nhà, mà năm nào nó cũng mọc lại á. Cái bông này là nó mùa này cái nó mọc lại, mùa hè nó mọc lại, mùa đông cái nó chết, mùa đông nó ngủ đông. Cái bụi này bông màu cam, bữa nào mà nó có bông á thì mình lại quay theo với cả nhà nha. Hồi đó mình mua thì cái cây nó chỉ có một cây. Một cây, bây giờ nó mọc nhiều hơn. Nó đẻ củ ra, nó được nhiều. Mình làm vậy đó, để cho nó nuôi cái nụ. Còn á, chứ đừng có kiểu như cả nhà đừng trồng mà một thứ thì là khi cái bông nó tàn á, cái là chỗ đó nó trơ trọi, nó không có bông nữa, cái là nó không có đẹp. Nên là mình cũng học hỏi của mấy anh chị đi trước, rồi học hỏi của những người Mỹ họ trồng như thế nào là như vậy đó. Bự hơn. Thì đây, mình đã tuốt lá hết rồi đây. Đó, mấy cây này đã tuốt hết rồi. Bên đây nữa. Đây, mấy cây này nè. Hồi nãy lá nhiều lắm, mình tuốt hết rồi. Giờ chừa nhiêu đó thôi, để nó nuôi cái nụ.
cho ra cái bông to. Rồi cái bụi ở đằng trước đây cũng vậy nè. Ở đằng sau đó ông xã mình ổng cưa thùng đó. Cưa xong rồi ảnh rửa cho mình. Rồi ảnh để xuống rồi mình kéo đất ra rồi bắt đầu trồng. Đây, cái bụi này nè, mình mới vừa tuốt lá hết rồi nè. Mấy rổ lá. Khoe với cả nhà cây strawberry, cây dâu tây của mình. Trái nè. Cái nào nó chín đỏ cái mình hái, mình mời cả nhà cùng xem nha. Thu hoạch dâu tây. Dâu tây. Ồ, mình còn sót ở đây mấy cây để mình tuốt tiếp. Mệt quá cả nhà, cô nông dân làm vườn, giờ mình sẽ đẩy đất ra đằng kia. Hôm nay mua cái xe này thì rất là tiện, là mình không phải bê, mình chỉ bê từ trong đó đặt lên đây, rồi mình kéo ra ngoài kia. Cái mọi lần là phải bê từ trong đó ra ngoài kia cực. Nặng nữa đó, giờ có cái xe vậy chúng ta chất một lúc mấy bao lên đó, giờ kéo đi. Nắng mưa là chuyện của trời, trồng rau là chuyện của người nông dân. Đang làm thì trời mưa cả nhà, nên là thôi cũng đói bụng nữa, nên vô để ăn trưa. Mà hôm nay đó là mình làm món bánh canh bột sắc, bánh canh chả cá. Đây là chả cá nè, đó, đây là cả chả cá mình mua ở bên Cali, người ta gửi qua, ship qua. Đó, mỗi người một tô bánh canh. Rồi bây giờ mời cả nhà cùng ăn bánh canh nhé. Thì sau khi làm ở ngoài vườn á, đang làm á, thì trời đổ mưa, thì chắc cũng ý trời cả nhà, nên là hả ông xã nói thôi mưa rồi đi vô, rồi tí nữa hết mưa lại ra tiếp đó, thì nên thôi đi vô thì cho ảnh ăn trưa cả nhà. Hôm nay á, thì mình làm món bánh canh bột sắc, bánh canh chả cá. Và cái bánh canh này á, thì mình mua bánh canh đông lạnh, người ta làm sẵn, người ta để đông lạnh bán cho mình. Mà cái cô này làm ăn rất là ngon. Rồi chả cá đây, đây là chả cá. Chả cá này á, là chả cá order ở bên Cali, ngon lắm cả nhà. Rồi á, là đây là giò chó quẩy. Rồi bây giờ hả, đây chả cá, hay cái dĩa chả cá đây, mình xắt ra đây cả nhà. Đó, ngon lắm. Bây giờ hai vợ chồng mình cùng mời cả nhà cùng ăn bánh canh chả cá với hai vợ chồng mình nha. Anh mời cả nhà cùng ăn. Mời cả nhà cùng ăn. Rồi, ăn đi anh.
đang làm quần quật ở ngoài, trời đổ mưa mà ông xã mình tội cả nhà. Mấy ngày nay anh phụ với mình để làm vườn, làm cho nó rộng ra thêm để mình trồng được nhiều hơn á, được nhiều cây trái hơn, để mà đến mùa thu hoạch rồi quay video mời cả nhà cùng xem. Cái bánh canh bột sắc này á, nếu có thời gian thì mình làm cũng ngon, mà không có thời gian thì mua mua của cô này làm cũng ngon á anh ha. Bánh canh bột lọc ăn chung với lại chả cá với giò chuối quẩy. Ngon, đói nên ăn gì cũng ngon. Anh uống gì? Anh uống bia không? Ông xã mình uống bia. Tí nữa em uống nước trà xanh không độ anh. Sáng em dậy á, cái em bỏ xương ống vô cái nồi in thầm pot, em hầm trong cái lúc mình hầm nó, nhưng mà trước khi hầm á là cái xương ống đó mình phải luộc nó qua nước sôi chừng 5 phút để cho nó ra cái chất dơ anh, để mình khi mình hầm á cái nồi súp của mình á nó được trong. Cái em cho xương vô em hầm, nó cho củ hành tây, 2 củ hành tím, rồi cho 1 muỗng hạt nêm, rồi cho 1 muỗng đường, rồi đó cái mình bật mình hầm nồi áp suất. Rồi để đó cái là đi mua đất rồi về làm ngoài vườn. Nó hầm mình để chế độ hôm nay em hầm á, là 25 phút, rồi cái là khi sau 25 phút á, thì nó cứ giữ ấm cho mình. Nè, anh lấy chanh, bắt miếng chanh vô cho ngon anh. Bắt miếng chanh với anh cho em luôn chai trà xanh không độ luôn. Rồi giờ mình ăn chả cá. Cái chả cá này á, là mình ăn mấy năm nay rồi cả nhà. Thì là mình cái cô đó cổ bán, cô đó là cổ nhập ở bên Cali qua rồi cổ bán, cái mình ăn mấy năm rồi, ăn quen rồi, mà chả cá thì ngon lắm, mua nhiều chỗ rồi nhưng ăn không có vừa vừa ý mình, chỗ này rất là ngon. Thương ông xã ghê, mấy ngày nay ổng mệt, ổng giúp mình á, cái lưng ổng đau cả nhà. Ăn miếng bánh canh nó dắt một miếng chanh vô, dắt vài giọt chanh vô cái nó thơm mà nó ngon. Dắt miếng chanh vô nó dịu ngon lắm, nó làm ngon. Cảm ơn anh. Uống trà trà xanh hả? Trà xanh không độ, vị trà xanh không độ, cái này của Việt Nam anh ha. Việt Nam nhập qua cả nhà. Uống cái này nhớ lại hương vị của Việt, hồi đó ở Việt Nam uống ngon ghê á. Trà xanh không độ đây. Mình cũng ăn biết bao nhiêu cái chỗ chả cá rồi anh ha.
nhưng không có chỗ nào ngon bằng chỗ của chị Yến ha. Cái hồi kỳ con bé nó đi chơi ở bên Canada, nó về nó cũng cho mình, nó nói trời ơi chị ơi chả cá ngon lắm, em biếu chị nè chị ăn thử đi. Đúng, ăn nó cũng không có vừa miệng cả nhà. Rồi hôm vừa rồi con bé kia, con vợ của anh Sinh cũng đi Oregon chơi đó, rồi mua chả cá trên đó, cũng nói chị ơi em quý chị nên em biếu tặng chị đem về ăn, chả cá này ngon lắm. Nhưng mà thật sự mình đem về ăn á, thì nó không ngon bằng cái chỗ của chị Yến này bán. Thì cả nhà đó, nếu ai á, mà cũng ở Washington, Seattle thì là cứ nhắn tin cho mình sẽ gửi cho cả nhà, để cả nhà cùng mua ăn cho vui nha. Chả cá của chị này bán ngon lắm. Ừ, ăn tô bánh canh đó hả, nó khỏe người. Hai đứa nhỏ ăn rồi. Bánh canh này là bánh canh bột sắt, bột lọc mà họ sắt á, sắt bằng tay. Ừ, ngon. Đó, anh đang khiên đất cành khò, cái phân mình tự làm á. Đó, đổ vô đó trước, xong rồi mình sẽ đổ đất vô. Nay mình sẽ trồng vô cái mì ở đây. Nhà thấy ông xã mình tội nghiệp vất vả không cả nhà? Nếu mà cả nhà thương thì xin hãy cho ông xã mình, cho Được hai rồi. vợ chồng mình. Được Rồi đó, giờ anh bỏ đất này vô. Hả? rồi. Cho hai vợ chồng mình một like, một chia sẻ nha. Đây, hôm nay mình sẽ trồng cái zucchini. Zucchini này, zucchini màu vàng. Zucchini này là zucchini màu xanh. Màu xanh. Đổ đất này không, có đổ đất kia không? Hay là anh cho một bao đất kia đi ha. Cho đất kia đi. Đất kia nó tơi xốp hơn cái đất này, nó tốt hơn. Cho nó thêm vô. Kéo thêm một cái bao đất của tiền mít á. Đất trồng trong chậu. Để đổ thêm cái đó vô. Mình pha hai loại đất luôn. Bên đây thì dâu tây đỏ, thì mình sẽ trồng zucchini xanh ở đây trước, zucchini vàng ở bên đây. Rồi anh cho em mỗi bên nửa bao ha. Đây, đất bút tiền. Một chậu nó được 3 cây. Bây giờ mình sẽ xe nó ra để cho cây nó mập.
đây. Khi họ vại hạt lên 3 cây. Rồi, đã trồng xong hai chậu zucchini. Thì bây giờ là thôi, trời cũng mưa mà thôi, mình đi vô để cho ông xã nghỉ ngơi. Rồi có gì ngày mai hay cuối tuần ảnh nghỉ làm á, đó ảnh được ốp á, thì là mình sẽ tiếp tục công việc rồi lại quay cho cả nhà xem cho vui nha. Thì hôm nay cái video này của mình kết thúc tại đây. Xin cả nhà nếu thích thì hãy cho mình một like, một chia sẻ để ủng hộ tinh thần cho mình nha. Cảm ơn cả nhà, bye bye cả nhà. Cô nông dân tạm biệt cả nhà nha.